Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội Nga sẽ có con đường rộng mở để tiến đến các thành phố trọng yếu ở miền đông Ukraine nếu giành được Bakhmut. Đó là lý do ông Zelensky đưa ra khi giải thích với đài CNN về quyết định cố thủ Bakhmut. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng giới quân sự Kiev đã có sự thống nhất trong việc kéo dài thời gian bảo vệ thành phố trước sức tấn công mạnh mẽ của Nga. Chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, Nga có thể tiến xa hơn. Họ có thể đến Kramatorsk, có thể đến Sloviansk. Đó sẽ là con đường rộng mở cho người Nga từ Bakhmut đến các thị trấn khác ở Ukraine, theo hướng Donetsk. Đó là lý do tại sao binh sĩ của chúng tôi phải chặn ở đó. Sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt, hàng ngàn người đã sơ tán và Bakhmut hiện đã trở thành nơi hoang tàn đổ nát. Tuy nhiên, binh sĩ Ukraine vẫn kiên cường chống trả, làm chậm bước tiến của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết, động cơ bảo vệ Bakhmut của ông rất khác với mục tiêu của Nga. Chúng tôi hiểu những gì Nga muốn đạt được ở đó. Nga cần ít nhất một chiến thắng nào đó, một chiến thắng nhỏ cho dù phải phá hủy mọi thứ ở Bakhmut. Mặc dù bản thân Bakhmut không có giá trị chiến lược quan trọng, nhưng các tuyến đường ở đây kết nối với Kramatorsk và Sloviansk là hai trung tâm đô thị công nghiệp đông dân cư ở phía Tây Bắc. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Nga kiểm soát Bakhmut thì Kramatorsk và Sloviansk sẽ nằm trong tầm ngắm. Một số chỉ huy và sĩ quan cấp thấp tỏ ra nghi ngờ giá trị của việc giữ Bakhmut trong bối cảnh thương vong ngày càng tăng và nguy cơ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn binh sĩ Ukraine có thể bị bao vây. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ những lo ngại đó và nói rằng các chỉ huy của mình không nói như vậy. Ông cũng nhấn mạnh việc sẽ không để cho người dân hay binh sĩ bị bao vây. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết gần 4.000 thường dân, trong đó có 38 trẻ em vẫn ở trong thành phố bị tàn phá nặng nề này. Bà cho biết công tác sơ tán trở nên khó khăn hơn nhiều khi người dân thường ở tầng hầm và không để lại thông tin về nơi ở của họ. Trong khi đó, tình báo NATO ước tính rằng cứ mỗi binh sĩ Ukraine thiệt mạng khi bảo vệ Bakhmut, lực lượng Nga đã mất ít nhất 5 người, một quan chức quân sự của khối này hôm 6 tháng 2 tiết lộ với CNN. Quan chức này cho biết tỷ lệ 5-1 là ước tính có căn cứ dựa trên thông tin tình báo. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak hôm 6 tháng 3 cho biết Ukraine có hai mục tiêu chính khi bảo vệ Bakhmut: kéo dài thời gian để bổ sung lực lượng và gây tổn thất nặng nề cho quân Nga. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.